Ngày 4 tháng 9, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời và bắt nhóm quái xế có hành vi tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 50. Theo đó, hàng trăm quái xế từ các tỉnh Long An, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh lập nhóm kín trên mạng xã hội hẹn nhau đua xe. Nhóm cho người cảnh giới trước trụ sở công an nhằm báo động cho các tay đua khi thấy công an rời trụ sở. Sau nhiều lần dời mốc thời gian, đến 3 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 9, nhóm quái xế khoảng 50 người chặn quốc lộ 50 để đua xe. Lực lượng chức năng mật phục ập vào khống chế bắt được 25 đối tượng. Nhiều quái xế khác đã bỏ xe chạy vào các con hẻm nhỏ trốn thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 34 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe được thay đổi kết cấu hình dáng.